Chào mừng các em đến với tiết mỹ thuật lớp 5. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chủ đề 4 kẻ chữ. Bài này chúng ta sẽ học là bài 16 trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi. Bài này mình sẽ học trong 2 tiết nhé. Ở bài này chúng ta sẽ có 4 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là giúp học sinh biết vận dụng những kiến thức trang trí vào một sản phẩm ứng dụng. Mục tiêu thứ hai là vẽ được một mô hình cổng trại, lều trại. Mục tiêu thứ ba là nhận thức được tính chất và đặc điểm của lều trại, cổng trại khi vẽ trang trí cho sản phẩm. Mục tiêu thứ tư là giúp học sinh phát triển khả năng trang trí, sáng tạo của cá nhân để tạo nên các sản phẩm tự thiết kế và trang trí theo yêu cầu. Và để chuẩn bị cho bài học được tốt hơn, các em cần chuẩn bị sách luyện tập mỹ thuật tập 1 của lớp 5, màu, chì, gôm, thước, màu nước, vân vân. Và bây giờ cô mời các em quan sát một số hình ảnh về cổng trại. Cổng trại thì có tên trại và mảng hình. Ở trong này, những mảng hình là những mảng hình trang trí. Thì có mảng hình lớn, có mảng hình nhỏ, đan xen để không gây cảm giác quá nhàm chán. Ở tên trại thì chúng ta thấy là có trại sử dụng chữ in hoa nét đậm, nét đều. Có trại thì sử dụng chữ nét thanh, nét đậm. Và hầu như là chúng ta thấy những cái hội trại này đều sử dụng dạng chữ trang trí là chính. Chữ trang trí theo dạng nét đậm, chữ trang trí theo dạng nét thanh, nét đậm. Và phần mảng là những cái phần hình để người ta làm tôn lên cho cái tên của cái hội trại đó. Ví dụ như là hội trại mùa xuân thì nó mang cái mảng hình thì nó mang cái biểu tượng của bông hoa sen, hay là cây lúa, hay là những bông hoa cúc, vân vân. Mảng lớn là những cái vòm ở phần cổng, mảng nhỏ là những cái bông hoa hay là những cái hình vuông, hình tam giác, hình tròn trang trí ở trên. Thì những mảng lớn nhỏ đan xen để tạo cảm giác hấp dẫn cho người xem. Về phần màu sắc, chúng ta cũng thấy những cái cổng trại này có nhiều màu sắc rất là sặc sỡ. Về hội trại, ví dụ như nếu chúng ta mở hội trại vào ngày 26 tháng 3 thì hầu như biểu tượng của ngày 26 tháng 3 là bàn tay đang cầm lá cờ hay là Bác Hồ vẫy chào. Ví dụ là hội trại hè thì chúng ta thấy là hội trại hè này là của thanh niên nên là cái biểu tượng là giống như là bông hoa sen. Rồi hội trại của mùa xuân thì biểu tượng giống như là một bông hoa. Hội trại 26 tháng 3 thì biểu tượng giống như là một cái ngôi nhà, vân vân. Mỗi cái người ra ý tưởng này thì phải nên có cái phác thảo để chúng ta có thể dựa theo phác thảo và mình chỉnh sửa. Thì khi chúng ta kết hợp cùng với các cái nguyên liệu thì nó sẽ không có bỡ ngỡ và làm sai và làm bỏ phí nhiều cái vật liệu. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được và làm không có làm ảnh hưởng tới cái phần vật chất của cái lều trại, cái phần chi phí của cái trại của mình. Sau khi đã quan sát phần cổng trại thì chúng ta sẽ qua hoạt động một trải nghiệm. Ở hoạt động này thì chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hội trại thường được tổ chức vào dịp nào, ở đâu? Câu hỏi thứ hai là trại gồm những phần chính nào? Câu hỏi thứ ba là những vật liệu nào cần thiết để dựng trại và gồm những gì? À, trại thì thường được dựng vào những dịp như là lễ, Tết hay kỳ nghỉ hè, vân vân. Và các trường thường tổ chức các cái hội trại ở nơi có cảnh đẹp như là sân trường, ở công viên,
ở bãi biển, ở núi, ở những cái thung lũng, vân vân. Hội trại thường là những hình thức sinh hoạt tập thể vui tươi và bổ ích. Và đó cũng là một trong những cái kỹ năng để chúng ta sau này có thêm cái kỹ năng để bước vào đời. Các phần chính của trại gồm có cổng trại, lều trại, khu vực phía ngoài trại. Ở phần cổng trại thì cổng trại chính là bộ mặt của trại, có thể được tạo bằng nhiều kiểu dáng khác nhau, có kiểu đối xứng, kiểu không đối xứng. Cổng trại thì gồm có cổng, tên của trại, ngày lễ làm ra cái trại, có nghĩa là cái ngày lễ mình để mình kỷ niệm mình làm trại đó. Rồi đơn vị làm trại, ví dụ như là lớp nào, hay là trường nào, hay là cơ sở nào. Thì đó là cái phần cổng, phần ở phía trên cổng của trại. Ở xung quanh của cái cổng thì người ta sẽ có cái phần trang trí bằng chữ, bằng hình vẽ, bằng cờ, bằng hoa, vân vân. Thì cổng trại là cái phần lớn nhất của cái trại và người ta thường đầu tư rất là công phu ở phần này. Lều trại. Lều trại là trung tâm của trại, là nơi tổ chức các sinh hoạt chung. Lều trại cũng có nhiều kiểu dáng như là hình chữ nhật, hình tam giác, hình lục giác vân vân, được trang trí ở mái, ở nóc, ở bên trong và xung quanh, ở xung quanh cho đẹp. Cái lều trại là nơi mà thường là người ta khi chúng ta cắm trại thì chúng ta sẽ có những cái cuộc thi trong những cái ngày mà chúng ta cắm trại đó. Thì lều trại là những cái lúc là chúng ta được nghỉ ngơi ở trong cái lều trại đó, nghỉ giữa kỳ, hoặc là có thể là trao đổi bài thi hay là hội ý vân vân. Nên là lều trại cũng là một nơi rất là quan trọng. Và lều trại cũng có tác dụng làm đẹp cho cái phần trại. Thì vì trong cái phần chấm của cái phần trại thì có cái cổng chào, là cái cổng trại, và cái phần lều. Vì vậy cái phần lều cũng được trang trí phải đẹp và độc đáo thì mới được tính điểm. Tiếp theo là khu vực ngoài trại. Khu vực ở phía ngoài trại cũng được bố trí hài hòa, như là vườn cây, ao cá, hòn non bộ, vân vân. Vật liệu ở thường được dùng ở trong để dựng lều trại thì thường là tre, nứa, lá, vải, pano, giấy màu, hồ dán, dây thừng, dây màu, dây kẽm, vân vân. Như vậy, mỗi cái hội trại diễn ra thì chúng ta sẽ có 3 thành phần chính, đó là cổng trại, lều trại và khu vực phía ngoài trại, tức là tiểu cảnh ở xung quanh. Thì bây giờ chúng ta sẽ đã quan sát về phần cổng trại rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát thêm về phần lều trại. Và đây là một số lều trại tiêu biểu. Chúng ta thấy ở phần lều trại thì chúng ta có thể sử dụng những cái hình trang trí như là một bức tranh, hay là sử dụng dạng trang trí như trang trí hình vuông, hình tròn, hay trang trí hình tam giác, trang trí hình chữ nhật. Có thể sử dụng cảnh, phong cảnh, có thể là sử dụng hình con vật để trang trí, hoặc là một bức tranh về mùa xuân, tùy theo cảm nhận của người vẽ và người thiết kế. Hoặc là chúng ta có thể là sử dụng những cái vải, trong thực tế thì người ta có thể là sử dụng những cái tấm thảm, hoặc là có thể là sử dụng những cái vải hoa để tạo cái cảnh sắc cho cái cổng trại. Và thường sử dụng rất là nhiều cái vải, bởi vì làm một cái lều thì thường rất là nhiều cái diện tích và nhiều công phu ở trong cái phần lều trại. Sau khi tìm hiểu hoạt động 1, trải nghiệm, thì chúng ta sẽ qua hoạt động 2, kỹ năng sáng tạo. Ở phần trải nghiệm đã tìm hiểu và quan sát các cái phần lều trại,
cổng trại và phần xung quanh của trại, thì bây giờ chúng ta sẽ xem làm cách nào để chúng ta vẽ được một bức tranh như vậy. Và ta phải vẽ bức tranh này như thế nào? Theo các em, ở phần cổng trại, ở bài cổng trại lều trại này, em sẽ phải vẽ như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta phải suy nghĩ, nghĩ tên cho cái cổng trại phù hợp với cái nội dung của cái hoạt động trại thiếu nhi. Thì cái tên của cái cổng trại thì thường là chào mừng ngày 20 tháng 11, hay là ngày 26 tháng 3, hay là ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, hay là ngày Tết, vân vân. Thì đó là những cái tên phù hợp với cổng trại của thiếu nhi. Sau đó chúng ta sẽ vẽ hình một cái cổng trại hoặc là một cái lều trại. Bước thứ 3 là chúng ta sẽ sử dụng những yếu tố trang trí như là hình, mảng, họa tiết, màu sắc, vân vân để sắp xếp bố cục trên cổng trại và lều trại. Ở phần vừa rồi là ý tưởng, ở phần này chúng ta sẽ bước vào cách vẽ. Cách vẽ thì chúng ta sẽ có 4 bước. Bước thứ nhất là vẽ hình chiếc cổng trại. Ở phần hình chiếc cổng trại thì các bạn phải có ý tưởng là cái cổng trại của mình hình gì, hình hoa, hay là hình con vật, hay là hình cái thuyền, hay là hình ngôi nhà. Và chúng ta sẽ phát cái phần cổng trại đó lên giấy trắng trong tập của mình. Và chúng ta có thể sử dụng giấy A4 hoặc là giấy có sẵn ở trong sách giáo khoa. Sau khi đã vẽ hình chiếc cổng trại thì chúng ta sẽ qua bước 2, xác định vị trí của các mảng trên cổng trại. Ở bước 2 này thì chúng ta phải xác định vị trí các mảng. Mảng lớn là dành cho cái tên, mảng vừa thì chúng ta sẽ dành cho phần trang trí ở phần cổng trại. Bởi vì bước vào cổng trại thì người ta phải biết được là cái trại đó tên gì, nên là cái phần tên, phần chữ là quan trọng. Và chúng ta có thể sử dụng chữ nét thanh, nét đậm hoặc chữ nét đều ở phần này. Tuy nhiên hầu như là chúng ta sử dụng dạng chữ trang trí là chính. Chữ trang trí nét thanh, nét đậm hoặc chữ trang trí nét đều. Bởi vì chữ là mang cái tên của cái cổng nên bắt buộc chúng ta sẽ phải vẽ lớn và sử dụng vẽ nét lớn và nổi bật. Như cái bài vừa rồi là bài về báo tường, là nhiều bạn viết chữ là không đúng, mà ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng là kẻ chữ. Kẻ chữ để cho nó to, rõ và các cái nét uốn lượn phải phù hợp với nhau. Vì vậy cái phần mảng chữ rất là quan trọng và khá là khó, nên các bạn phải chú ý. Sau khi chúng ta đã xác định được vị trí tên của cái cổng trại thì chúng ta sẽ bước qua phần trang trí, những cái phần mảng trang trí. Mảng trang trí thì chúng ta sẽ xem cái phần mảng đó mình sẽ đặt là bông hoa, hay là hình vuông, hay là hình ngôi sao, hay là hình trái tim. Và trong hình vuông, hình ngôi sao, hình trái tim đó có phần chữ hay không? Chữ là để nổi bật thêm cái tên của cái cổng đó. Ví dụ cái trại đó tên là thanh niên, thì những cái chữ trang trí xung quanh, ở ví dụ như trong trái tim hay trong bông hoa đó, là những cái câu tục ngữ như là ở đâu cần thanh niên có, ở đâu có khó thanh niên, hoặc là những cái câu là thiếu nhi là mầm là những ước mơ của tương lai hay là gì đó, thì đó là những cái tên, thêm những cái dòng chữ để thêm cái ý tưởng cho cái tôn, cái tên của cái cổng trại của mình. Và phần bước 2 là phần xác định vị trí của các mảng đã xong, thì chúng ta sẽ qua bước 3, kẻ chữ và hình. Ở phần bước 3 chúng ta sẽ kẻ hoàn thành cái phần chữ mà chúng ta vừa phát mờ ở trên đó, và vẽ những cái hình trang trí cụ thể như là hình trang trí về hoa hay là những cái ngôi sao, vân vân. Sau khi hoàn thành bước 3 thì chúng ta sẽ qua bước 4, tô màu. Ở phần tô màu thì lưu ý, tô màu ở bài này là thuộc dạng lễ hội, nên chúng ta sẽ sử dụng những cái dạng màu nóng để chúng ta tôn lên, làm cái màu rực rỡ và hấp dẫn lên. Chúng ta hạn chế sử dụng những cái màu đen, màu nâu,
hoặc là những cái màu tím, những cái màu gam màu trầm thì chúng ta sẽ bớt lại và chỉ sử dụng những cái màu rực rỡ. Tuy là chúng ta vẽ cổng trại là chính, nhưng mà nên vẽ to, nhưng phải phù hợp với tờ giấy chứ đừng có to quá. Và bài này lưu ý các em nên vẽ những nét mờ trước. Sau khi chúng ta chỉnh sửa phù hợp rồi, chúng ta nên mới đi đậm lên để không có làm hư cái tờ giấy của mình. Nếu như em cảm thấy phần cổng trại khó quá thì mình có thể bước qua phần vẽ lều trại. Hình vẽ lều trại thì chúng ta cần vẽ cân đối với phần giấy. Trang trí lều trại thì theo ý thích, các bạn có thể lựa chọn hình trang trí như là hoa, lá, chim, cá, mây trời v.v. hoặc là cảnh sinh hoạt của thiếu nhi như là múa, hát, đá bóng v.v. cho lều trại vui tươi và sinh động. Ở phần lều trại hoặc là cổng trại thì khi trang trí các bạn cần lưu ý tới các cái mảng hình sao cho có mảng lớn, mảng nhỏ, tạo nên nhịp điệu và sự thay đổi, làm cho người xem càng cảm thấy hấp dẫn hơn. Và bây giờ cô sẽ cho các bạn xem một số mẫu tham khảo của cổng trại và lều trại. Ở đây là mẫu tham khảo thì là chỉ là những cái phác thảo không có màu. Phần màu, phần chì, phần màu thì chúng ta sẽ cần phải vẽ thêm vào. Ở đây là cô nói lại là chỉ phác thảo nên không có màu. Khi vào bài thì bắt buộc chúng ta phải tô màu đầy đủ nha các bạn. Ở phần trên là phần cổng trại. Phần dưới chúng ta sẽ có hai phần hình lều trại. Lều trại thì khá là dễ thương và dễ trang trí hơn so với cổng trại. Cổng trại thì ở phần hình và phần biểu tượng nên là nó rất là khó. Những bạn nào mà có cái thẩm mỹ thì nên sử dụng cái này. Bởi vì sau này chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều về những cái phần ý tưởng này. Và đây là một số bài mẫu tham khảo đã hoàn chỉnh. Ví dụ như chúng ta thấy là cái mẫu chào mừng ngày 26 tháng 3 của chi đội 8A trường Lý Tự Trọng. Thì cái phần cổng trại thì bao giờ chúng ta cũng có tên cổng trại nè. Rồi ngày ra cái chào mừng cái ngày thành lập của cái trại đó và của chi đội nào vân vân. Rồi những cái câu hai bên, trang trí hai bên, những cái câu phần trang trí hai bên. Và đây là một số bài hoặc tham khảo. Những bài này đã hoàn thành về cổng hoặc là lều trại. Các em có thể tham khảo và làm vào bài của mình. Lưu ý phần chữ là chúng ta sử dụng là kẻ chữ nha các bạn. Sau khi chúng ta đã qua phần hoạt động trải nghiệm và phần sáng tạo thì chúng ta sẽ qua phần thực hành, hoạt động 3 thực hành. Ở phần thực hành thì em hãy vẽ trang trí lều hoặc cổng trại thiếu nhi. Vì bài này là một bài rất là khó nên cô cho các bạn lựa chọn hai phần. Bạn nào mà cảm thấy mình không thể nào làm được cái cổng trại thì mình có thể là vẽ lều trại. Lưu ý vẽ hết tờ A4 nha các bạn. Sau khi làm xong, các em hãy chia sẻ sản phẩm của mình với người thân về hình dáng cái cổng trại hoặc lều trại em vẽ như thế nào. Chữ và hình vẽ có phù hợp hay chưa? Màu sắc có nổi bật hay chưa? Cách thức nộp bài thì vẫn như cũ. Em có thể sử dụng bất kỳ hình thức nào để thể hiện bài vẽ như là vẽ, xé dán và nộp cho cô trước ngày 14 tháng 1 này. Sau khi làm xong, các em nhớ nhờ phụ huynh chụp lại và gửi cho cô qua số điện thoại 0903 16 18 13 nhé. Chúc các em hoàn thành bài thật đẹp.